Gần 50% dân số Haiti đang phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân khi bạo lực băng đảng lan rộng trên khắp nước này. Trong đó một số khu vực cận kề nạn đói. Thông tin này được các tổ chức quốc tế đưa ra mới đây. Theo các tổ chức này, tình trạng lạm phát và mùa màng kém cũng đang đẩy Haiti đến mức độ mất an ninh lương thực tồi tệ nhất từ trước đến nay. Trong một báo cáo, hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 4,97 triệu người trong tổng dân số khoảng 11,5 triệu người của Haiti đang phải đối mặt với khủng hoảng hoặc ở mức độ tồi tệ hơn của tình trạng mất an ninh lương thực. 8 khu vực hiện được đánh giá là đang trong giai đoạn khẩn cấp, mức độ tồi tệ của tình trạng mất an ninh lương thực. 8 khu vực hiện được đánh giá là đang trong giai đoạn khẩn cấp, mức độ tồi tệ nhất trước nạn đói, bao gồm thung lũng Artibonit, nơi đã tấn công nặng nề bởi các băng đảng mở rộng từ thủ đô Port-au-Prince, những vùng nông thôn của bán đảo Gandans và các vùng lân cận thủ đô như quận Sisolay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình sức khỏe và nhân đạo ở thủ đô Port-au-Prince, vốn đang trở nên tồi tệ hơn do sân bay đóng cửa và việc tiếp cận cảng biển khó khăn trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang hiện đã kiểm soát gần 90% thành phố này.